Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đang xem video của Nghiền Địa Lý. Như các bạn đã biết, Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc anh em sinh sống trải dài từ Bắc đến Nam. Mỗi dân tộc thì lại có những đặc trưng, những truyền thống văn hóa khác nhau. Chính điều đó đã tạo nên sự đa dạng trong nền văn hóa Việt Nam. Trong đó thì Hà Nội là tiêu biểu cho văn hóa miền Bắc, Sài Gòn thì mang đậm văn hóa miền Nam. Và việc so sánh những điểm khác nhau giữa Sài Gòn với Hà Nội thì luôn là một đề tài rất thú vị. Mặc dù đã có rất nhiều những bài viết, rất nhiều video trên các kênh YouTube khác đã nói về chủ đề này, nhưng hôm nay mình vẫn quyết định làm video này để mang đến cho các bạn một góc nhìn mới về đề tài này. Và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Nghiền Địa Lý. Hãy để lại những ý kiến của bạn, like, share video để ủng hộ team nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu như Hà Nội được biết đến là thủ đô ngàn năm văn hiến, có bề dày lịch sử nghìn năm, là nơi hội tụ văn hóa, kết tinh văn minh Việt Nam, thì Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, là thành phố xa hoa lộng lẫy của hơn 40 năm về trước. Hiện nay thì cả hai đều là những thành phố lớn, hai đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước. Và hãy cùng xem là hai thành phố này có gì khác biệt nhé. Ở video này chúng ta sẽ so sánh trên các phương diện như là điều kiện tự nhiên, tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, con người. Và nếu bạn có muốn bổ sung điều gì thì hãy để lại comment ở phía dưới video. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với nội dung chính của video hôm nay. Trước khi đi vào nội dung ngày hôm nay thì các bạn nhớ là hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Đầu tiên là về lịch sử hình thành. Theo lịch sử thì thành phố Hồ Chí Minh hay là Sài Gòn được hình thành từ năm 1698 khi chúa Nguyễn cho lập phủ Gia Định để phát triển về phía Nam. Còn Hà Nội thì trước kia là kinh thành Thăng Long, đã chính thức trở thành kinh đô từ năm 1010 khi vua Lý rời đô từ Hoa Lư về đây. Dĩ nhiên là Hà Nội thì có lịch sử phát triển lâu đời hơn thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Thứ hai là về diện tích. Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích là 2.095 km2, tiếp giáp với 6 tỉnh và xếp hạng 49 về diện tích trên cả nước. Hà Nội thì sau khi được mở rộng địa giới vào năm 2008, có diện tích lên tới hơn 3.348 km2, trở thành thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam và trở thành một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh thì bao gồm có một thành phố, đó là thành phố Thủ Đức và 16 quận, 5 huyện. Trong đó, trung tâm phát triển nhất của thành phố đó chính là quận 1. Hà Nội thì có 12 quận, 17 huyện. Quận trung tâm là quận Hoàn Kiếm và Hà Nội dự kiến quy hoạch các huyện phía Bắc như là Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh trở thành thành phố trong tương lai. Về cảnh quan, Hà Nội được biết đến với rất nhiều hồ, nào là Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Bảy Mẫu, Hồ Thành Công. Công viên ở Hà Nội thì khá ít, chủ yếu có mấy công viên khá rộng, đó là công viên Thống Nhất, Hòa Bình và mới đây thì có công viên Yên Sở rất là đẹp nữa. Sài Gòn thì khá là ít hồ, chủ yếu là công viên và sông. Công viên ở Sài Gòn thì không rộng nhưng mà có rất nhiều. Cứ đi một vài tuyến phố là chúng ta thấy một góc công viên đầy cây xanh. Thật là may vì Sài Gòn thì không có chính sách chặt cây xanh như Hà Nội. Các bạn cứ thử cảm giác đi ạ, còn gì tuyệt vời hơn giữa cái thời tiết nắng nóng, được ngồi thư giãn giữa bạt ngàn cây xanh rồi thả hồn lên mây. Nhưng mà nhớ là phải để ý tư trang, kẻo là rất dễ bị giật. Sông và kênh rạch ở Sài Gòn thì có rất là nhiều. Sông Sài Gòn thì chạy dọc thành phố, khúc đẹp nhất ở quận 1 bên trục đường Tôn Đức Thắng. Có một điều thú vị nữa đó là kiến trúc. Ở Hà Nội, chùa chiền nhiều, kiến trúc mang đậm phong cách Trung Hoa. Thì trong thành phố Hồ Chí Minh, chùa Tịnh Xá phần nhiều mang kiến trúc Champa. Về nhà cao tầng thì sao? Tốc độ đô thị hóa ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang rất phát triển nhanh chóng. Nếu như Hà Nội thì có tòa Keng Nam 72 tầng, thành phố Hồ Chí Minh có Landmark 81, cao 461m và là tòa nhà cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á, từng đứng thứ 12 thế giới vào năm 2018 do chính tay người Việt Nam thiết kế và thi công. Thứ tư, chúng ta xét về quy mô dân số. Theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2019, dân số thành phố Hồ Chí Minh xếp top 1 với 8,99 triệu người, top 2 thuộc về Hà Nội với dân số là 8,05 triệu người. Do có diện tích nhỏ hơn nên mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh cũng cao hơn Hà Nội khá là nhiều. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mật độ dân số năm 2019 4.363 người trên 1 km2, Hà Nội là 2.398 người trên 1 km2. Một lý do khiến cho thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi đất chật người đông vì lượng người từ các tỉnh thành và các vùng khác chuyển tới đây lao động sinh sống là rất lớn hơn nhiều so với Hà Nội. Và qua quan sát thì mình có thể thấy là những người thân, bạn bè, những người xung quanh, đa phần mọi người có xu hướng chuyển công việc vào thành phố Hồ Chí Minh nhiều hơn so với việc là những người Hồ Chí Minh ra Hà Nội sinh sống.
Điều này thì nó bắt nguồn từ quan niệm của mọi người cho rằng là cuộc sống ở trong Nam, trong miền Nam thì dễ sống hơn, dễ kiếm tiền hơn ở ngoài Bắc. Cái này thì không biết là liệu có đúng hay không, hay là chỉ do cái quan sát chủ quan của mình thôi. Thứ năm là về kinh tế. So với Hà Nội thì Sài Gòn có quy mô kinh tế cũng như là tốc độ phát triển mạnh mẽ hơn. Với tiềm năng lớn cùng thành công trong việc thu hút nguồn lực đầu tư từ trong nước và nước ngoài, Sài Gòn chứng minh được vị thế của thành phố kinh tế đứng đầu cả nước, không hề thua kém các thành phố của những quốc gia phát triển lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh thì đóng góp khoảng 1/5 GDP của cả nước và 1/3 thu nhập ngân sách nhà nước. Trong khi Hà Nội đóng góp 10% GDP của cả nước và thu ngân sách chiếm xấp xỉ 20% tổng thu ngân sách cả nước. Hà Nội vẫn không ngừng tăng trưởng, tuy nhiên màu sắc kinh tế của thủ đô lại khá chậm rãi. Nó không quá sôi động như Sài Gòn, nó cũng không quá thu hút đối với lao động khi mà sự đa dạng việc làm hầu như không cao, chi phí xã hội cũng khá đắt đỏ. Tuy nhiên xét về tổng thể thì cả Sài Gòn và Hà Nội đều có nền kinh tế phát triển tốt, đều được hoạch định chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn và đều không ngừng bổ sung vào GDP chung của cả nước. Thứ sáu là về khí hậu. Hà Nội có 4 mùa rõ rệt, xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thì có mưa phùn, cái này thì không hề dễ chịu chút nào. Bạn sẽ thấy rằng là đường phố lúc nào cũng ẩm ướt. Mùa hè thì cảm giác nóng bức, cả thành phố giống như là cái chảo lửa vậy. Có những cái thời điểm thì chính xác là như thế. Mùa đông thì lại rất là lạnh, thậm chí có những ngày siêu lạnh nữa. Những ngày thời tiết mà xuống tầm 13 độ thôi thì cảm giác rét cóng tay và không muốn đi đâu cả. Thời tiết này thì chỉ thích hợp với cái việc là chùm chăn bông, rồi ăn ngô luộc, ăn khoai nướng là sướng nhất đấy ạ. Có lẽ là Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu. Tiết trời mùa thu thì khá là mát mẻ, thoáng đãng, nắng dịu vàng nhạt. Đây là mùa của các lứa đôi. Khắp công viên từ bờ hồ, hồ Tây, bạn sẽ bắt gặp là nam thanh nữ tú tay trong tay rất là hạnh phúc. Riêng những thanh niên FA thì lại cực kỳ ghét mùa thu, vì nếu chỉ có một mình, cảnh vật mùa thu thì sẽ cảm nhận là buồn đến thối ruột. Thời còn đi học đại học thì mình có nghe một cái truyền thuyết có một anh chàng kỹ sư buồn tình ngồi ở bên bờ hồ. Nắng vàng héo hắt, gió nhẹ đưa làm anh ấy cảm thấy tức cảnh sinh quẫn trí. Anh ấy nhảy xuống hồ quyên sinh, nhưng may mắn là được một cậu bạn khác nhảy xuống cứu. Từ đó thì hai người này sống bên nhau rất là hạnh phúc. Thật là một cái kết bất ngờ và cũng khá là vui đúng không ạ? Còn với Sài Gòn thì đơn giản thôi, chỉ có hai mùa, đó là mùa nóng và mùa rất nóng. Cái này thì là đùa chút thôi. Ở đây thì có hai mùa, đó là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thì thời tiết nắng nóng ban ngày, ít thấy mưa. Ngược lại mùa mưa thì ngày nào cũng có mưa, đặc biệt là vào tầm chiều. Mưa phải nói là thối đất, thối cát, mưa phủ hết con đường, mưa ngập lụt con phố. Mưa khiến cho đường phố trở nên sinh động hơn. Xa xa cô gái đang chổng mông đẩy xe giữa những con sóng. Phía bên kia đường thì dì Sáu đang mải mê bắt tôm, bắt cá bên vỉa hè. Thú vị nhất có lẽ là khi những chiếc ô tô lớn nhỏ đủ cỡ, rẽ sóng vươn ra biển khơi. À không, nhầm ạ. Vươn về phía trước thì chao ôi những con sóng dữ dâng lên ôm trọn lấy người đi đường. Mùa này thì tốt nhất là chúng ta nên đi xe buýt, gầm cao, chạy khỏe, ít khi chết máy giữa đường ở Sài Gòn. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về văn hóa và con người. Xưa có câu rằng là người Hà Nội thanh lịch, nhưng câu nói này có vẻ không còn đúng với thời nay khi mà người dân gốc Hà Nội thì cũng không còn là bao. Dân lao động nhập cư cũng khiến văn hóa ở Hà Nội cũng phần nào bị ảnh hưởng. Người ngoài Bắc nói chung là khá khách sáo và khép kín. Trong cuộc sống thì họ lo nghĩ cho tương lai nhiều hơn, họ biết tiết kiệm tiền để lo cho tương lai. Đa phần cha mẹ đều làm việc rất là vất vả cả đời để lo cho con cái sau này. Chính bởi thế mà trong công việc phần nào họ ích kỷ và thủ đoạn hơn. Dĩ nhiên đó chỉ là số ít thôi, cũng không thể phản ánh hết đức tính tốt của người ngoài Bắc được. Người trong Nam thì nhận xét là có phần cởi mở và thoáng hơn, đa phần thích hưởng thụ hơn là làm việc vất vả và tích cóp. Họ khá thẳng thắn khi thể hiện quan điểm cá nhân, ít khi khách sáo như ngoài Bắc. Và theo cảm nhận của cá nhân ấy, thì người Sài Gòn sống theo kiểu hãy sống trọn ngày hôm nay, còn ngày mai cứ để đó. Cách sử dụng từ ngữ trong này cũng tạo cảm giác thân thiện hơn, thay vì gọi cháu, người ta gọi là con, thay vì vâng thì người ta nói dạ, cảm giác rất là dễ chịu và gần gũi. Về đường xá giao thông, có một điểm rất khác giữa Sài Gòn với Hà Nội chính là đường phố. Nghe có vẻ hơi lạ đúng không? Vì đường phố thì ở đâu chả như nhau. Ấy thế nhưng mà đường phố của hai thành phố này lại có nhiều điểm khác biệt. Đường phố Hà Nội nhìn chung được đầu tư hơn với rất nhiều cầu vượt, cầu đi bộ, hầm chui. Hệ thống đường giao thông, đặc biệt là đường sắt trên cao. Nếu như Hà Nội có Nhổn ga Hà Nội, Cát Linh Hà Đông thì Sài Gòn có Bến Thành, Suối Tiên. Còn một điểm chung đáng sợ nữa ở hai thành phố đó là đặc sản tắc đường rồi nạn ngập lụt khi mưa xuống. Có vẻ ở Sài Gòn đường phố ngập sâu và rộng hơn Hà Nội.
Còn mùa mưa trong này thì chắc chắn rồi, bạn hãy xác định cho bản thân một chiếc xuồng máy để di chuyển là hợp lý. Thứ 9 là chúng ta nói về ẩm thực. Đầu tiên là về khẩu vị. Ngoài Bắc thì thường ăn mặn hơn, các món đa phần đều được thêm mắm, thêm muối. Người miền Nam thì mọi người lại thích ăn ngọt và hơi cay. Điều này có thể thấy trong tất cả các món ăn ở đây. Nước chấm pha đường và bỏ ớt. Đa phần người ngoài Bắc vào trong này thì đều không hợp khẩu vị. Còn với riêng mình thì mình thấy là đồ ăn trong này mình rất thích. Lần đầu ăn đã cảm thấy rất là bị cuốn rồi. Ở Hà Nội thông thường, sáng ra người ta thường ăn món phở, món bún, ăn bánh mì. Trong Sài Gòn thì bữa sáng bắt đầu có thể là một tô hủ tiếu hay một dĩa cơm sườn, một chiếc bánh bao nhân xa xíu thơm mềm. Một số món ăn khác ở Hà Nội mà chúng ta thường có như là bún chả này, bún cá này, bún đậu mắm tôm thì ở trong Sài Gòn người ta chuộng bánh tráng, bún thịt nướng, phá lẩu và cả cơm gà ta nữa. Gà luộc chứ không phải là KFC đâu ạ. Xét về chất lượng dịch vụ, chắc chắn là không ít người từng nghe đến bún mắng cháo chửi ở Hà Nội. Không biết là các bạn thích thú ở điểm gì mà lại đua nhau đến ăn thử. Riêng mình thì dù ngon đến đâu mà kiểu dịch vụ như thế thì không bao giờ đến. Phải nói là ở Hà Nội có một số nơi dịch vụ tương đối kém và thiếu chuyên nghiệp. Nếu ai ở Hà Nội lâu rồi thì cảm thấy bình thường thôi. Nhưng nếu bạn ở Sài Gòn ra Hà Nội thì bạn đừng sốc với dịch vụ ở đây nhé. Ở Sài Gòn thì dịch vụ họ làm rất tốt, rất chuyên nghiệp. Câu bạn thường xuyên nghe thấy nhất đó là cảm ơn. Và đúng như thế, tiếng cảm ơn cất lên ở mọi nơi, dù khi bạn mua một món đồ vài 3.000 hay vào những nhà hàng sang trọng, người ta sẽ đón tiếp bạn bằng nụ cười nồng hậu và sự phục vụ tận tâm nhất. Không có gì phải chê trách về dịch vụ trong này hết. Không chỉ dịch vụ tốt, nhìn chung ở Sài Gòn mọi thứ còn rẻ hơn ở Hà Nội cơ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà vừa sử dụng dịch vụ tốt, lại chi phí trả thì ít hơn. Và thứ 10, xét về giải trí thì sao? Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nơi vui chơi hơn Hà Nội. Với vô số quán bar, nhà hàng, cà phê, hộp đêm, có nhiều địa điểm hoạt động suốt đêm luôn. Ngoài ra thì những hoạt động thể thao hoặc thư giãn cũng rất đa dạng. Trong khi đó, Hà Nội về đêm thì mang vẻ trầm lắng, yên tĩnh hơn, nổi tiếng với những hồ nước. Hà Nội có nhiều không gian đi bộ lý tưởng ngay trong thành phố, hay những quán bar và cà phê thơm mộng nhìn ra Hồ Tây chẳng hạn. Để mà so sánh thực sự rất khó để nói về sự khác nhau giữa một nơi là thủ đô ngàn năm văn hiến và một nơi là thành phố trẻ trung sôi động các bạn ạ. Bởi vì là hai thành phố đều có những cái điểm riêng biệt, những thế mạnh riêng và nói chung là cả hai thành phố đều đẹp theo cách của mình. Và bạn thì sao? Bạn cảm nhận như thế nào về hai thành phố này? Hãy để lại comment dưới video ngày hôm nay. Và nếu thấy thú vị, hãy like, share, bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để ủng hộ team nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.